Đây, xin chào bà cô chú nha. Xin chào cả nhà. Xin chào. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Khoai Tây Family. Khoai Tây dòng tay này ảo bà cô chú đi. Giỏi, Khoai Tây mi gió. Trời ơi, mê ăn hết rồi. Khoai Tây xin chào ông bà cô chú. Xin chào ông bà các cháu. Hôm nay là kỷ niệm 4 năm ngày cưới của gia đình Khoai Tây, cho nên thành ra là hồi sáng giờ mắt Khoai Tây đục dây bếp làm mấy cái bánh xèo với lẩu, mấy cái chả ram. Tại vì do là phải đi mua đồ trang trí nè, rồi xong sau đó là còn đi chợ, rồi xong còn ra đổi thịt nữa, cho nên thành ra là bây giờ là nó hơi trễ, Khoai Tây đói bụng rồi. Hay Khoai Tây ăn trước luôn. Nêm xíu nước mắm, xíu bột tỏi, xíu tiêu, ớt, chuông, xíu đường, một cái trứng gà trộn lên. Trái táo. Trái táo. Đúng rồi, trái táo. Rau tây. Rau tây. Đúng rồi, chuối nhà mì vậy? Chuối cho Khoai Tây uống. Bánh nhà mì vậy? Bánh cho Khoai Tây ăn. Bữa mua bánh rán ré cuốn chả giò. Mình sẽ xài cái này ha. Cái khăn ướt dặm dặm theo như hướng dẫn. Để cuốn chả giò. Má làm gì vậy? Má cuốn chả giò con à. Gì vậy? Má cuốn chả giò làm gì vậy? Má cuốn chả giò con à. Bụng bà cô chú rồi ăn đậu xanh rồi, đủ rồi, mình đi ăn đi ha. Khi nào ăn hết rồi má xúc thêm, lấy cái muỗng ra đó. Mà ăn đi, đi ăn đi con. Đi ăn đi. Mình sẽ luộc sơ cái hai miếng thịt này ha. Giờ mình sẽ đi pha bột bánh xèo. Mình sẽ pha 150g bột thôi. Một xíu bột nghệ. Một xíu muối. Nước cốt dừa, mà bên đây nước cốt dừa thì nó hơi đặc. 300ml nước có ga. Cái bánh ré bóp
trộn lên. Đậu xanh hấp. Ôi, thương cả chú ơi, trời ơi. Má mẹ nấu ăn cái người ta tự đi ngủ luôn á. Tại buồn ngủ quá mà. Thương ngủ luôn. Để nằm dưới nước cho nó lại tới. Mama trang trí á hả? Đây, coi tay thấy má trang trí này, ông bà cô chú à. Hôm nay gia đình khoai tây ăn bánh xèo với lại chả ram chiên nè ông bà cô chú ơi. Mình sẽ chấm với lại nước mắm chua ngọt nè. Xin mời cả nhà cùng ăn tối với gia đình khoai tây nha. Đây là bánh xèo giỏ của khoai tây. Má khoai tây xay tôm ra rồi xong sau đó hòa với lại bột rồi mình chiên. Vậy là khoai tây ăn luôn. Tại khoai tây hay chê tôm cho nên làm gì đây, khoai tây ăn luôn tôm. Ah, so then these also? Yeah, no matter why the last you wish to have a video with you. Nein! Ich will das schon. Bà ta ăn bánh xèo á hả? Bánh xèo ngon không? Xin mời cả nhà cùng ăn tối với gia đình khoai tây nha. Xin mời cả nhà. Khoai tây xin mời ông bà cô chú ăn bánh xèo. Bánh xèo. Khoai tây xin mời ông bà cô chú. Ông bà sao đâu? Ăn bánh xèo. Ăn bánh xèo. Mời bác. Mời bác. Ăn bánh xèo. Bánh xèo. Mời má ăn bánh xèo. Má ăn bánh xèo. Ít ra đó. Hai, ăn thôi cả nhà ơi, đói bụng rồi, tại trễ. Was? Aber wir finden es auch lustig. Was hast du gar nicht erinnert? Das? Doch. Ich glaube, das wäre in 2 Tagen. Mhm. Ja. Da kann man nur lernen. Eigentlich habe ich auch nicht. Dir ist heute Mittag was eingefallen, ne? Nein! Oder heute Morgen? Tja, hast du mir geschrieben. Ach so. Tja, hast du mir. Dein Geburtstag hast du auch vergessen dieses Jahr. Ja. Ich nicht. Tja, gesagt, dass ich habe in meinem Kalender deine Anniversary so gemacht und dann heute. Ist das da? Einfach auseinanderreißen. Sag sao? Muss ich einen Salat haben? Mama, ăn trời ơi. Đúng rồi. Mama ăn trời lát biết thịt. Mama sẽ chỉ đợi nó.
Ba khoai tây là ít có lãng mạn lắm. Còn má khoai tây thì là không có trí nhớ về ngày tháng. Ví dụ như mình biết là ngày đó là sinh nhật à, ví dụ như còn 2-3 bữa nữa tới sinh nhật đây mình biết là ngày đó rồi. Nhưng mà tới cái ngày đó là coi như nó quên bặt luôn. Giống như kiểu như nó không có nằm ở trong cái đầu của mình về cái ngày tháng gì đó. Mới làm ra thì nó giòn lắm bà cô chú. Mà làm xong rồi bắt đầu cái trang trí hết thời gian nó nhiễu lại hết giòn. Người ta ăn bánh xèo nhưng mà tôm nó là được xay ra rồi xong hòa với bột rồi đổ, cho nên là có thể ăn bánh xèo có tôm nữa mà tôi có tay không biết không? Tôm. Để có tôm. Để có tôm là mẹ. Bánh xèo có tôm ăn cho ngon con à. Bánh xèo mình bỏ cái đậu xanh vô á, ăn nó bùi bùi béo ngon ra luôn. Lúc trước là má khoai tây không có bỏ, bây giờ bỏ vô chịu khó để làm ăn có cái đậu xanh ngon hơn. Cái uống không? Darf ich Ihnen Durst? Durst? Dạo này khoai tây uống nhiều nước lắm. Mùa hè nè, nóng nực. Đúng là bánh xèo cái có đậu xanh vô là nó khác biệt hẳn luôn. Bùi bùi béo béo ngon nha. Mẹ béo. Hôm nay là định làm chè chuối nữa. Mà chè chuối quấn xôi nướng. Nhưng mà không có đủ thời gian bà cô chú à. Làm có hai món thôi mà đã trễ rồi. So, ta. Lớn sần. Mach mal zu viel drauf. Dann kann man das nicht mehr rollen. Ba ba tiểu áo đẹp hả? Con đẹp áo đẹp cho con vững. Ăn uống.
tiền áo đẹp của con bận đó. Ba bận áo em bỏ cho khoai tây ha. Chết. Ồ, đẹp ghê. Chờ 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 không miếng đất. Đúng rồi, thợ không miếng đất. Chân của anh đỡ đất. Chân của anh thợ đất. Mama. Cái này mama. Khoai tây. Rồi khoai tây ăn với bánh xe tiếp ha. Úp rồi. Úp cẩn thận lại nha. Cẩn thận. Dạ, con thư giả. Dạ. Ăn hai cái bánh xèo giỏi rồi đó, một cái chân. Rồi rồi đó. Chú biết sao? Bánh xèo bự quá cho nên thành ra ăn mới có một cái rưỡi, chưa tới cái rưỡi mà bắt đầu người ta. Xà lách của khoai tây hả? Rồi, đâu? Ba ta, xà lách của cà chua phê. Nha, yeah. Bánh cho khoai tây nè. Đây nè, ô, giòn rụm. Sao con? Con nói gì? Bánh xèo hả? À, rau. Rau. Rau ngò, mình rau ngò để ăn con à. Xèo quá. Không ăn bánh xèo nữa, để bụng ăn chả ram. Bốn nhau, bốn nhau. Bốn nhau. Bốn nhau. Ngài có thể cầm. Bị rớt ra đây, đem bác bảo chưa hả? Good. Good. Yeah. Ăn cơm ta. Đây, rồi, nó sẽ cầm. Quên thôi. Yeah. Ngon ghê. Ba ta kêu đi chả ram. Quán cái xà lách khác nó bự hơn cho. Bỏ vô. Cái cắn đi, đây nè, cắn cái đầu này nè, cầm. Rồi cắn cái bự vô. Giòn tan. Cắn cái này nè, cắn này nè, ăn đây nè con. Đúng rồi, giòn tan nè, cắn lên mấy nè. Đó, giòn tan. Giòn tan để ngon. Giòn tan để làm gì vậy? Giờ bây giờ hết hỏi cái gì vậy má ơi rồi, giờ chỉ qua là làm gì vậy? Mama ăn rồi. À mama ăn hả? Khoai tây không ăn hả? Khoai tây ta cắn giòn tan nè. Mama cắn giòn tan. Giòn tan. Tay má chút chậm xíu tâm. Tay má chút chậm chen. Tay má chút chậm chen cho. Chút chậm chen. Tay má chút chậm chen.
Ăn trứng mà mẹ. Was sagt Kartoffel? Crunchy. Knusprig. Knusprig. Mama. Mama nhìn. No đẹp quá cô chưa. Nồi nấu khác chỗ vào đây không? Wie viele Jahre? Weißt du? Vier. Nur zusammen. Wie viele Jahre? Ist das mehr als fünf, oder? Also ich kann sechs Jahre. Sechs? Sechs schon? Oh. Das ist noch so lange her. August 2018. Was hast du so über Miss gedacht? Oh, die ist wirklich. Will ich? Papa, was ist das? Mama. Die ist so kein 1,56. Bisschen weniger. Aber ich war super müde, habe nicht viel gedacht. Und so, wolltest du mit mir heiraten? Weil sie haben mich noch erinnert, dass haben wir nur 3 Monate gedatet. Und dann du, oh, in Zukunft werden wir heiratet, okay? Wir passen super gut zusammen. Okay. Aber jetzt nicht mehr zusammen. Okay. Doch. Nicht mehr gut zusammen. Okay. Doch, super gut. Okay. Super süß, nicht super dumm. Okay. Und was hast du mir gesagt, dass wenn du mir gefragt hast, so heiraten? Super romantik. Weiß ich nicht genau. Du hast mich gar nicht gefragt. Nur schreiben, oh, in Zukunft werden wir heiraten, okay? Ich will deine Familie nehmen. Und wann? Wenn ich PhD fertig habe. Und ich habe erstmals gesehen, auch über diese gesagt hat. Oh, der Mann ist super groß. Oh, ich wünsche, dass vielleicht er wäre nur 180 cm. Das ist genug für mich. Ja, so ist das. Und ich habe auch mich erinnert, dass wir da im Bahnhof essen, Mann, da, und eine alte Frau. Was ist? Nicht wissen. Sie hat uns schon gesehen. Ja, super groß und super klein zusammen. Aber gar nicht, es sind später immer Leute, haben wir immer so gesucht, wie gucken. Und Kartoffel super süß. Und alle gucken Kartoffel. Nicht weil super klein oder super groß, sondern weil super süß. Super süß. Ja. Aber warum sie wollte sie du mit mir sie daten da? Ich bin sehr klein für dich. Egal. Gibt wenig Asiaten, die groß sind. Sehr groß. Welche Model ist, aber. Sehr groß. Ja. Sehr groß. Was haben wir hier gesessen, aber was? So ist das. Ja. So ist das. So ist das.
ngày xưa là quen ba khoai tây được 3 tháng là bắt đầu cái chân của má. À, cái chân của má nè. Là bắt đầu là anh hỏi, anh nói về anh nghĩ chắc là tương lai mình cưới nhau nha. Khi đó hả, sau khi cưới xong là anh sẽ đổi họ qua lấy họ của em. Giống như một cách dầu khỉ vậy đó, mà biết giờ chưa có đổi. Sau khi mà ưng xong là bắt đầu là mùa dịch nó tới, giấy tờ là lúc đó là ai cũng kẹt cứng hết rồi, cho nên thành ra ảnh hẹn. Và bây giờ hẹn tới là khi nào mà làm xong tiến sĩ anh sẽ đổi. Hẹn hồi dễ sợ. Mà mới có quen nhau 3 tháng là bắt đầu là ảnh đã đòi cưới này. Nhưng mà lúc đó mắt phải tay vẫn là sinh viên, cho nên thành ra là anh nói làm đặt cọc trước để khi nào mà má khoai tây học xong là bắt đầu cưới. Rồi từ lúc đó là má khoai tây đi thực tập rồi, mình đi thực tập xong cái mình về mình viết luận văn xong là bắt đầu là xong học xong đó. Khi mà ngon tôm, đúng rồi tôm á con, khoai tây ăn tôm. Ba lấy cờ. À, đi xa bờ đi, đưa cho ba đi, đưa cho ba. Đi cho đi. Khoai tây ăn uống là cũng có đợt ha. Đầu tiên á là khoai tây chỉ thích ăn cơm bún không à, không có ăn cái gì á. Sau cái đợt đó là bắt đầu khoai tây không thích ăn cơm bún nữa, mà khoai tây thích lại thích ăn thịt. Ăn thịt. Bây giờ khoai tây không thích ăn thịt nữa mà thích ăn rau. Ngày hôm qua đó má khoai tây xào cà rốt với lại bông cải trắng đó, mà ngồi mà ăn quá trời luôn. Mà tới chừng cái thịt với là tôm cơm thì không chịu ăn. Vậy là ba khoai tây phải đút. Thì đút thì em vẫn ăn bình thường, nhưng mà kiểu như tự ăn á, là ăn có đợt, có chập nhẹ khi này khi nọ ăn. Còn hôm nay má khoai tây đổ bánh xèo là theo yêu cầu của khoai tây. Ngày hôm qua em ăn cơm mà em nói bánh xèo. Tại bây giờ biết bánh xèo rồi mà cô chú đòi ăn bánh xèo cho nên là làm theo yêu cầu á. Ăn bánh xèo. Bánh xèo, ăn khoai tây ăn bánh xèo giỏi. Còn này thì mai mình ăn sáng. À, hôm nay kỷ niệm 4 năm ngày cưới của hai vợ chồng, cho nên thành ra là ôn lại kỷ niệm ngày đầu gặp, ấn tượng với nhau như thế nào. Mà ngày đầu tiên gặp là ba khoai tây đi tàu đường dài á, ảnh mệt lắm, nhìn ảnh bơ phờ, chứ điều cái là nhìn ổng là thấy hiền lành, cho nên thành ra là mình chấm luôn. Chứ cái lúc mà gặp nhau á, ôi đầu tóc gì đâu mà tóc mà dài, rồi xong râu một đống nè, bận đồ thì bận ống le. Super good us. Đang hả? Super sexy. Nói sao ổng không hiểu. Nói sao ổng không hiểu. Bận ống le nha em. Bận ống le đó là cũng phải mấy ba chục năm này đó. Ấn tượng đầu tiên về ba khoai tây là ảnh hiền lắm, mà cái lúc đó ảnh mệt, nhìn cái mặt ảnh khờ đanh luôn à, hiền. Nhưng mà cái lúc mà quen nhau á, thì cũng giới thiệu là ảnh học xong thạc sĩ rồi, hiện tại là đang tìm kiếm một vị trí, một dự án để làm luận án tiến sĩ. Thì mình nghe vậy thì mình thấy là một người có học hành đàng hoàng thì cũng ngon ha. Hiền lành nữa. Thì thật ra là gái Việt Nam thì thích vậy hơn, chứ còn gái phương Tây thì họ không thích như vậy. Hiền lành rồi mà không có ra ngoài giao lưu rượu, gái Tây họ không thích. Nhưng mà gái Việt Nam thì thích trai hiền như vậy, thì không uống rượu, không hút thuốc nữa, mình thấy rất là ổn luôn. Chị. What comfort does it do, Mrs. Highgarden? Weil ich dich liebe.
lâu lắm rồi em mắc khoai tây có đọc một cái bình luận có một bạn ghi á là sao mấy anh tây này thích lấy vợ xấu quá vậy. Thật ra là xấu đẹp là trong mắt của người đối diện đấy chứ đâu có phải là theo cái tiêu chuẩn của mình đâu, phải mọi người. À cho nên cái sau đó cái ba mình mắc khoai tây đọc được cái bình luận đó bắt đầu có hỏi ba khoai tây đọc quá anh thấy em xấu hay đẹp, ông nói là tất nhiên là anh thấy em đẹp đâu hả, ủa bởi vì anh thấy em đẹp cho nên anh mới cưới em hả? Đúng không, anh không 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 phải vậy, anh cưới em bởi vì anh yêu em chứ người ta cưới vợ không liên quan gì tới sắc đẹp, người ta yêu thì người ta cưới. Tính ra là ba má khoai tây là bên nhau được 6 năm mà 4 năm cưới, hơn hai năm có khoai tây. Có khoai tây là bắn nhất luôn á. Chào chào, khoai tây hả? Sẽ ít có cho phần yên chứ Wundsburg verloren. Und wiedergefunden? Ja. Ja. So, Mama hat gesagt, dass okay, besammeln, besammeln. Und dann gehen, gehen. Mama, stopp. Sie ist eine zu cutting board zu wollen. Und könnte dann weiter, ne? Ja, Kasse. Gott, ne? Nur nicht bis Kasse. Aber Kartoffeln war allein und dann sieht Katharine, sie hat Kartoffeln gestoppt gemacht und super glücklich, dass sie eine Kundin mit gleichen Kartoffeln mit zusammen das Kind. Und ich habe Kartoffeln über einen Besuch da. Aber nicht gedacht, dass Kartoffeln war so bei Kasse. Ich nur dahinter suche. Gelaufen und zu großer Dauer. Oh, keine. Ich habe mein Fass da, Fass weinen. Kartoffeln! Heutei! Und aber hast Kartoffeln gar nicht an der Welt. Ja, sie ganz woanders, oder? Ja, und dann ich muss ich nach Kassel gelaufen und dann eine Frau heute. Da! Und dann Kartoffeln da. Aber Kartoffeln hast gar nicht geweint. Und dann mit Mama. Oh Mama, Mama. Nur so. Gar nicht geweint. Hunde lernen. Kartoffeln festbinden. Dann kann sie nicht weglaufen. Ach, xin lỗi bei tay. Con đi mua đồ mà để bei tay bỏ chạy một mình ha. Ông chị ông coi nó ta hết trơn hết tội à. Nó còn nhỏ ta hay chạy lung tung mà cứ kỳ ghê. Und schon bei Kasse hat sie ist Kartoffeln sehr lange seit sie gehalten, weil sie schon da drin. So muss sie nicht kommen da und dann besagen. Kartoffeln verloren. Ja. Ja. Ai, khoai tây tạm biệt ông bà cô chú nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của gia đình khoai tây. Xin hẹn gặp lại ở những video sau. Bye bye và hẹn gặp lại. Bye bye, hẹn gặp lại. Khoai tây dòng tay lại ạ, bà cô chú đi. Khoai tây đi gió. Khoai tây đá lông nhèo. Khoai tây quẩy tay.